một hai tay một hai một hai có tiếng rung không ạ? Một hai con đây mình có gì? Ví dụ như các bạn xin dâng lời cảm tạ, đấy là nhịp 24 này. Bài gì đó nhỉ? Chúng con về nơi đây. Bài gì đó? Đại, nói chung là phổ phiếu. Cái nhịp 24 có thể nói là nhịp phổ biến nhất trong âm nhạc Việt Nam này và hay dùng nhất. Tiếp theo ạ, cái nhịp này anh chị nắm được chưa? Chúng con nhận nắm được chưa? Nhịp 24 là gì nhỉ? Không cần nhịp bảng nhớ được không? Mình sẽ nhớ bốn cái yếu tố của nhịp 24. Thứ nhất đó là nhịp ngừng. Thứ hai, nó có hai cách trong bộ nhịp, một phách mạnh và một phách nhạc nhẹ. Cái thứ ba, đi nhạc. Nói về điều gì? Trường độ của mỗi phách bằng một nốt. Một nốt gì nhỉ? Nốt nhẹ. Tính chất phách một là mạnh, phách hai là nhẹ, nhẹ như thế. Ok, mình sẽ đi với nhau sang cái nhịp thứ hai, cũng gọi là nhịp đơn và cũng là một loại nhịp rất hay dùng. Nhịp này là nhịp đầu tiên du nhập vào Việt Nam mình. Đấy là nhịp 3-4. Nhịp 3-4 sẽ có mấy phách cho một nhịp? Mấy ạ? Sẽ có mấy phách cho một nhịp ạ? 3 phách cho một nhịp. Trường độ mỗi phách bằng một cái gì? Tại sao? Đây là cái nhìn cái mẫu này. Cái nhìn cái mẫu số này nó là 4. Thì trường độ một phách của nó sẽ bằng một nốt đèn. Nha mọi người, làm như thế. Ok, cái này là nhịp đơn. Sẽ có 3 phách trong một đôi nhịp. Tính chất phách 1 mạnh, phách 2 nhẹ, phách 3 nhẹ. 1, 2, 3. Đó. Mọi người nắm được đây chưa? Rất là dễ dàng thôi. Và ở trong nhịp mình cứ gõ như thế nó sẽ ra này, đó là mạnh. Cứ liên tục như vậy. Có bài nào viết trên nhịp 3-4 nhỉ? Có bài nào nhỉ? Cái bài giống như có cái bài nhật ký của mẹ không? Bao ngày mẹ nóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Nhịp 3-4 hay là cái bài của anh Sơn Tùng MTP đấy. Hay gì nhỉ? Anh tìm nỗi nhớ, anh tìm quá. Hay là cái bài mà mấy ngày hôm nay đang rất là hot ấy. Ngày mai vẫn đen, gió vẫn ươm vàng, và người biến mất như pháo hoa đang nhịp 3-4 ấy. Ứng dụng rất là nhiều. Còn ở trong nhạc xưa của mình thì có bài đầy, cái bài là tôi xanh bóng tre, hay cái bài đầy lòng chua hai tuôn công bến bờ. Nguyên cái bộ trầu của phú trung mình ấy, và trầu cổ ấy, hầu hết là đến 70-80% là viết dựa trên nhạc 3-4. Nhà nhịp 3-4 là nhịp đơn có 3 phách trong một nhịp. Trường độ mỗi phách bằng một nốt đen và tính chất phách 1 mạnh, phách 2, phách 3 nhịp. Nếu như ở trong chỉ huy nó sẽ là như thế này. 1 2 3. Nó sẽ là như thế này. Để vẽ tường này. 1 2 3 1, 2, 3. Đây lòng chúa ai tôi công bên ai ba thương. Mọi người hình dung đâu? Nhịp 3-4 là như thế. Được chưa? Và dĩ nhiên cái ai mà thổi cái bài nhịp này thì nó phải nhẹ nhàng uyển chuyển. Cái nhịp 3-4 không thể vô cùng đâu. Nhịp 3-4 mà thổi ví dụ như và trong nhà thờ mà thổi kèm cái bài đây là cho anh tôi đây là cho anh tuân công bên bờ, nó là nhạc hải quân,
thì cái đấy nó không phù hợp với tính chất âm nhạc, bởi vì cái nhịp 3-4 này nó rất là uyển chuyển, nhẹ nhàng và bay bổng. Cho nên khi mình thổi, mình đánh trống thì mình cũng phải nương theo đấy để mà thổi cho nó phù hợp. Còn ở trong nhịp 2-4 hay nhịp 2-2 nó lại cần cái sự mạnh mẽ và hùng tráng. Ví dụ như các bạn, cái gì nhỉ? Đừng hỏi tôi cuộc đời làm gì cho ta, mà bài đấy nó bỏ ra thổi. Đừng hỏi tôi cuộc đời làm gì thì không phù hợp, nó không phù hợp với tính chất âm nhạc. Còn nếu gì dùng nào, hay cái bài chào cờ ấy, quần người đam đi tân tân tân, nghe một phát cũng phực phực lên, muốn chạy ra đường đi luôn, kể cả con trẻ trên xoài bóng bóng à. Còn nếu như mà mình bỏ hát mà toàn quân Việt Nam đi hát cái kiểu vừa đi vừa chạy rái ra ấy, thì là mấy người mình vừa sắp sửa đi vào bệnh viện tâm thần, thì những cái kiểu đi như vậy thì chỉ có thất bại ngay trước khi mà ra quân. Cái tiếng kèn nó rất là quan trọng, nhất là ngày xưa ở trong quân đội ấy. Tự nhiên tôi xem phim tàu rồi nhá. Phim tàu ngày xưa là đội tần thủy hòa, tức là mỗi lần ra quân ấy, là có cái đội lính là cầm cái kèn dài từ đây đến tận cái sân tấu đấy cả. Xong rồi bao nhiêu anh bác, một anh đứng lên cầm cái kèn đấy là còn nó tiền thân là cái kèn tiền thân, cái kèn cò, cái kèn cò cái đấy đâu trong cái kèn này. Tiền thân của cái kèn nó là cái tù và, ngày xưa nó là cái tù và để gọi quân để điều triệu, thì nó vào trong cái dàn nhạc sau nó được biến thành cái kèn cò. Được chưa? Đây là nhịp 3-4. Nhịp hơn nói nên nó đơn giản thôi, mình cứ nói hết nhịp 4 đã, xong được tí nữa mình sẽ nói nhịp 8 sau nhé, để khỏi bị loạn. Nhịp tiếp theo rất hay dùng cũng là nhịp đơn, đấy là nhịp 2-2, hay nó có một ký hiệu khác là chữ C trẻ này, chữ C thì trẻ thôi. Nhịp 2-2 thì mọi người để ý cái này, tất cả những cái nào mà có cái mẫu bằng 2 này thì trường độ của nó sẽ bằng một nốt trắng. Có nghĩa là ở trong cái nhịp 2-4 thì mình gặp một nốt đen mình gặp một cái, đúng không? Gặp nốt trắng đập mấy cái trong nhịp 2-4? Hai cái. Còn ở trong nhịp 2-2 gặp cái nốt trắng này đập mấy cái? Một cái. Nó phân biệt thế nhé. Ở trong nhịp 2-4 này, 2-4 thì nếu như mà một nốt trắng này sẽ bằng hai phách, bởi vì trường độ mỗi phách của cái nhịp 2-4 này nó bằng một nốt đen. Đấy, như thế. Còn ở trong nhịp 2-2 này, trường độ mỗi một phách của nó bằng một nốt trắng. Nó cũng có hai phách trong một nhịp, cũng có hai phách trong một nhịp, nhưng trường độ mỗi phách bằng một nốt trắng. Và vì vậy cho nên ở trong nhịp 2-2 này, gặp cái nốt trắng này thì mình gõ mấy cái ạ? Một cái. Trong nhịp 2-4 gặp nốt trắng này gõ mấy cái ạ? Hai cái. Phân biệt đâu không? Thế nhưng mà phân biệt đâu rất là dễ dàng thôi, là mình nhớ như thế nhé. Cho nên gặp mấy cái bài nhịp 2-2 này thì mình thổi gọi là chắc là răng môi lẫn lộn luôn ạ. Nó rất là nhanh. Có cái bài mà ở trong này thấy là các ca đoàn hay hát, cái bài Alleluia trước tiền sướng ấy. Alleluia, lời Chúa xa xôi còn đường đi. Alleluia, lời Chúa các khi như dòng suối. Bài đấy chính là nhịp 2-2, rất là nhanh. Thổi kèn bài đấy là cũng bài bỏ rồi đấy. Thổi xong là không cần phải đi bơm môi. Mình đang nói về cái nhịp 2-2 này cho người dễ dùng nha. Nhịp 2-2 có hai phách trong một nhịp, hai phách. Trường độ mỗi phách bằng một nốt, nốt trắng, nốt tròn này, nốt cùng một nốt. Mà gì đó, tính chất vẫn là phách một mạnh, phách hai nhẹ. Nó giống với nhịp gì ạ? Giống với nhịp 2-4. Khác nhịp 2-4 mỗi chỗ nào thôi. Mỗi cái chuyện của mỗi cái chuyện này trường độ bằng này. Khác mỗi chuyện bằng tính chất có thể nhau. Được chưa? Xóa nhé, xóa này. Cái nhịp này ở trong nhạc kèn ít dùng hơn, nhưng mà cũng nên nhé. Cái nhịp thứ tư là một nhịp rất thông dụng, đấy là nhịp 4-4. Cái nhịp này có ký hiệu là chữ cờ. Còn lúc nãy nhịp 2-2 thì chữ nó là cái gì ạ? Chữ cờ trẻ thôi, chân chia nhau mà. Nhịp 4-4 là nhịp đơn hay nhịp kép? Là nhịp đơn hay nhịp kép? Nhìn vào đây các mình biết ngay nó là nhịp kép rồi. Đây là nhịp kép. Có mấy phát trong một nhịp ạ? 4 phát trong một nhịp.
và tính chất phanh một rất mạnh, phanh hai nhẹ, phanh ba mạnh vừa và phanh bốn nhẹ hẳn. 1, 2, 3, 4. Trường độ mỗi phanh khoảng 1 đôi lốp đen nhé. Cả nhà hình dung có vẻ đẹp không ạ? Trong chỉ huy cái nhịp 1-4 này thì nó hơi rắc rối gì? Nó sẽ là 1, 2, 3, 4. Ai mà không biết thì sẽ chỉ huy nhịp 1-4 này kiểu lẫn lộn. Lẫn lộn. Nhịp 1-4 nó sẽ chỉ huy như này, nhìn trên tay thì sẽ dễ hơn nè. 1, 2, 3, 4 cuốn lên. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mọi người có biết bài gì nhịp 1-4 không? Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi báo đến cái nhịp 1-4. Bài này mà mình chỉ huy như này. Tình yêu Thiên Chúa như trăng, chỉ huy thành nhịp gì đấy ạ? Thành nhịp gì nhỉ? Thành nhịp 2-4 thì là sai. Và nó sẽ khiến cho mình rất vất vả, khiến cho người chỉ huy rất vất vả. Bởi vì nó không đúng tính chất âm nhạc, thì mình chỉ huy mình sẽ vất vả thôi. Và những người mà người ta thổi ấy, nó cũng sai trọng âm luôn. Bởi vì người ta thổi nó cứ quỳ chá, quỳ chá, quỳ chá, quỳ chá. Trong khi nhịp 1-4 nó là quỳ chá, quỳ chá, quỳ chá, quỳ chá. Hát là tình yêu Thiên Chúa, và mạnh như thế. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, là như thế mà. Đó mình hát tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, là sai trọng âm, mà mình chỉ huy sai trọng âm. Cách hát, cách thổi người ta cũng sai trọng âm luôn, khiến cho tính chất âm nhạc bị biến đổi. Đấy, cái nhịp nó quan trọng như thế. Thì dĩ nhiên thì không phải tất cả mọi người nhạc trưởng đều biết chỉ huy cái nhịp 1-4 này. Nhưng mà nếu như mà mọi người muốn nâng cao cái kỹ năng của mình và muốn để cho mọi người thổi và chỉ huy đúng cái trường độ thì mình phải làm sao? Đúng tính chất thì mình phải cố gắng để nắm được cái nhịp 1-4 này để chỉ huy cho đàn họ. Thì mọi người sẽ dễ dàng có thổi đúng cái trường độ, đúng cái tính chất, đúng cái mà tác giả người ta mong muốn. Nếu không thì mình làm biến đổi tính chất âm nhạc. Được chưa? Đây là nhịp 1-4. Nhịp 1-4 cũng nhiều đấy nhá. Em biết nhất ít nhất là cái bài tình yêu Thiên Chúa em thấy ở xứ em vừa giúp ấy. Lấy nào họ thổi cái bài này mà họ thổi sai đập cười. Bây giờ họ thổi sai kệ họ thôi, thì em không có khó khăn trong những cái chuyện này. Nhiều người ta nghĩ đầu chúng em là dân nhạc như thế, xong rồi bắt đầu là đi lễ chỗ này chỗ kia thì các ca đoàn những người đánh đàn đánh đó họ phải sợ hãi lắm. Em thật sự em biết có nhiều người sợ chúng em, bởi vì em trong bản thân nhạc có mất lắm. Trước em đi lễ ở Tân Lý ấy, hôm đấy là lễ thêm sức có Đức Trà về, thì khi đi vào sân lễ thì thấy có một sơ đang ngồi đánh đàn hát những ca nhạc lễ bình thường thôi, thì em chẳng để ý gì cả. Xong rồi khi mà hát thương xót chẳng ai đàn thì cả ơi có sơ đâu nhỉ. Lúc đấy trên mặt tờ mình nghĩ bụng là cái bà này bà ấy cổ thả đang đánh đàn lễ và đến khi này nó bỏ chạy mất. Thế xong mãi đến cuối đến gần cái bài dâng lễ bắt đầu có một người khác vào đánh đàn, thì bên trên là tôi nghĩ là chắc bà này đang là chắc là sáng nay ăn cái món tôm hay cái gì chăng. Xong đang lễ là đang kiểu như là đào tháo đùa đi không thể kìm hãm được cho nên bỏ chạy. Thế là tôi yên tâm nghĩ như thế cho đến khi mà vào ăn cơm thì bà tự đến bà cứu tôm là con nhìn thấy cha con khiếp quá. Xong rồi tay chân nó run rẩy không đánh được lúc nào nữa là đi về. Xong rồi bảo nên tại sao mà phải căng thẳng thế nhỉ? Làm ai làm gì có ăn cho nhau đâu. Bảo không, nó khiêm. Cha là cây cao bóng cả. Mà thực sự em thì là cái cây cao bóng cả trong tưởng tượng. Nghe mọi người quảng cáo nhiều ấy, xong rồi mọi người tự tin sợ vậy. Chứ em có gì đâu. Em là một người rất vất vả để có thể học được nhạc. Thật đấy. Ngày xưa học đàn em học đến cả 7-8 lần. Cứ học một thời gian bé bé của chúng con này. Bắt đầu đi cao đoàn xóm. Học được một thời gian 1-2 tuần chán nó bỏ. Bỏ xong rồi vài năm sau bạn bè đi lại đi xong học được vài bữa lại bỏ, cứ như vậy đến 7-8 lần, cho đến tận khi vào đại học em mới biết được hợp âm là cái gì, em mới biết được nhịp 4-4, nhịp
24, 23 tháng này, nó là cái gì? Thật sự thề là từ từ 18 tuổi về trước là không hề biết những cái này nó là cái gì hết. Em là một người rất vất vả để có thể học được nhạc đấy, cho nên em rất thông cảm với mọi người, thật rất thông cảm. Đây là ví dụ như các anh chị bỏ công bỏ sức đi, tuổi cũng già rồi chứ, nhiều người già hơn em rồi chứ, mà em biết là em bây giờ đang bị cái cha bốc vào đây bắt học thành giá đối với em đấy, giọng tuổi già không vào để cha ước mong sao mà có trí thông minh bằng nửa của chúng con thì đảm bảo học rầm. Nhưng khổ bây giờ Chúa ban cho già, Chúa ban cho cái bạn còn già hơn tuổi đấy, cho nên là sao học nó không vào là một cái giá. Còn chúng con mà đang học được cố gắng học đấy. Cuộc đời mình Chúa ban cho nó không quay lại, có sẽ quay lại thời tuổi thơ khi 8-9 tuổi, nhưng lúc đấy thì chỉ chuẩn bị tháng em không đáng có giải quyết được chuyện gì nữa nhé. Đây là gì muốn muốn mình vừa đề cập với nhau về những nhịp rất cơ bản ấy. Tất cả những cái nhịp vừa xong chưa nhịp 22, mình nói đến nhịp 24 này, nhịp 34 và nhịp 44, đấy là ba nhịp hay dùng nhất kể cả ở trong nhạc hát cũng như trong nhạc nhạc. Ngoài ra mình sẽ đề cập đến một cái loại nhịp cũng khá hay dùng tuy là không phổ biến lắm, đấy là nhịp 68. Nhưng trước khi đề cập đến cái nhịp 68 này, mình phải đề cập đến nhịp 38. Bởi vì nhịp 68 nó chính là sự kết hợp của hai ô nhịp 38. Nó giống như nhịp 44 là sự kết hợp của hai ô nhịp 24. Hai ô nhịp 24. Nhịp 44 là nhịp kép, nó là sự kết hợp của hai ô nhịp 24. Còn nhịp 68 cũng vậy, nó là nhịp kép kết hợp của hai ô nhịp 38. Vậy nhịp 38 có mấy phách trong ô nhịp nhỉ? Ba phách trong ô nhịp. Trường độ mỗi một phách bằng cái gì ạ? Bằng một hơn bóc đơn. Bằng một hơn bóc đơn. Tính chất phách một mạnh, phách hai nhẹ, phách ba nhẹ. Nó giống cái nhịp gì vậy? Giống nhịp gì nhỉ? Một mạnh, hai nhẹ, ba nhẹ giống cái gì? Nó giống cái nhịp ba bốn. Nhưng mà khác nhịp 3-4 là cái gì? Khác nhịp 3-4 là cái gì nhỉ? À vâng, rồi khác nhịp 3-4, nhịp 3-4 trường độ của nó bằng một nốt đen, còn cái anh này trường độ của nó bằng một nốt bóc đơn. Như vậy nếu như so sánh có một cái bài hát, ví dụ như cái bài đây lòng chua ai tốt bóng bên bờ, bình thường là bài đấy viết là nhịp 3-4. Nếu như mà tác giả đồng ý viết bài đấy thành nhịp 3-8 thì mình sẽ phải hát như thế nào? Mình sẽ phải tổ như thế nào? Nhanh hơn. Mọi người chung lòng ạ. Bởi vì trường độ nó cũng là một nốt đơn nè. Nhịp 3-4 nên nếu như bình thường một nhịp 3-4 bài nhịp hát nhịp 3-4 bài đây là chủ yếu tốt thì sẽ hát như này. Đây lòng chúa ai tuân à, như thế. Thì sang nhịp 3-8 mình sẽ hát đây lòng chúa ai tuân rảnh. Mọi người dùng không vâng? Ở trong nhạc thiếu nhi chúng con ấy, có cái bài ở trong chương trình trung học phổ thông cha mình cũng nhận được 6 lớp 7 chỉ đấy. Cái bài hạt nắng cho mẹ ra đồng, hạt mưa cho cây lúa cho bông. Bài đấy thì bạn đã rất là hay không? Thế là như thế. Rồi, mình nhắc đến tiếp theo là nhịp 6-8. Nhịp 6-8 thì mọi người biết rồi. Nó, à cái chỉ huy của nhịp 3-8 này nó giống y nhịp 3-4. Chỉ huy 1-2-3, nhưng nó nhanh hơn nhá. Còn sang nhịp 6-8 nó sẽ có cái cách đập nhịp khác cũng như cách chỉ huy khác. Nhịp 6-8 có 6 phách trong một bộ nhịp. Trường độ. Trường độ nó bằng cái này bằng cái này nhé. À, rồi, tính chất phách 1 rất mạnh này. Phách 2 nhẹ, phách 3 nhẹ, phách 4 mạnh. Cách 5 nhẹ, cách 6 nhẹ. Nếu mà gõ nhịp của nó sẽ như này này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi gõ như vậy thì cũng gặp đấy. Có cái bài em thấy là hay dùng nhất, cái bài hùng nhạc Trung Quốc ấy. Ôi nhà thiên hoa đắm say hương kỳ ta 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 ta. Các chị nhớ bài đấy không? Nhưng mà nếu như bài đấy mà kiểu trong nhạc kèn mà đánh trống các thứ ấy, mà đánh ra cái đấy thì đánh xong là một trống, bởi vì mình nó gõ nhiều quá mà mình không kiểm soát được âm lượng cũng như cái lực của tay ấy, thì gõ liên tục như vậy cái trống nó há mồm là nó không chịu được.
thì sẽ phải có cái khác. Cách đấy là cái gì? Đấy là biến cái nhịp kép này trở thành nhịp đơn, biến trở thành nhịp đơn. Nếu như chỉ duy theo nhịp 6-8 mà sẽ rất loằng ngoằng với như này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó. 1 này, nhìn kép chưa? 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Nó sẽ là như thế này. Này, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rất vất vả không ạ? Rất vất vả, ngay kể cả chúng em là dân chỉ huy chăng nữa, thế mà vớ một vài nhịp 6-8 mà chỉ huy như vậy à? Bên dưới à, người ta nhìn, nhất là bọn trẻ con đúng không? Nhìn bên trên cha với thầy biết gì như thằng kề, đứng bên trên giống như người bị Parkinson đấy, tay nó đang cầm cái không được. Vậy thì bây giờ phải làm sao? Mình phải thay đổi gì? Mình sẽ thay đổi bằng cách nào? Mình sẽ thay đổi bằng cách nhịp 6-8 vẫn như thế, nhưng mình sẽ thay đổi cách đập nhịp. Thay được nhịp 2-4 và mình sẽ đánh thành trùng 3. 1-2-3 đấy. Ví dụ như là thay vì mình gõ hồi là tiên thua đâm say như quỳnh thì mình sẽ gõ là hồi nhà tiên thua đâm say như quỳnh tăng 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 tam tam tam, dễ chịu hơn không? Ấy là như thế và sẽ dễ chịu hơn cho mình rất là nhiều. Đây ví dụ như là cái bài hội nhạc Trung Quốc thay vì mình là hội nhạc Thiên Quốc đắm say nghiêm quý những người mình Parkinson thì mình sẽ đổi thành hội nhạc Thiên Quốc đắm say nghiêm quý, dễ chịu hơn rất là nhiều. Và nhìn người ca trưởng phong thái nó cũng sao dễ thương chứ không giống như một bệnh nhân. Mình vẫn liền với cái đấy nhá. Được chưa nhỉ? Nhịp 6-8 là như thế. Đây là tất cả những loại nhịp mà mình cần nắm được khi học nhạc. Ngoài ra còn rất nhiều loại nhịp khác. Nhịp 2-8. 2-8 có mấy phát trong một nhịp? Trường lồ mỗi một phát bằng một đôi bông đơn. Mình biết nguyên tắc rồi cứ thế thì làm ra nó rất là dễ. Nhịp mà 12-8 thì sao? 12-8 thì sao? Có đấy. Có 12 phát trong mỗi nhịp này. Còn gì đâu ạ? Trường độ mỗi phát bằng 1. Một đơn. Một đơn. Cứ thế mà đó thôi. Cứ thế mà đó nha. Nhịp nhịp đấy cái phát đen này. Không, nhịp 12-8 này nó lại chỉ huy giống như nhịp 8. Nó biến thành nốt đen. Cũng chỉ huy trùng 3 như này. Nhưng mà thay vì là 1, 2 thì mình sẽ chỉ huy này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nó là như thế. Mọi người nắm được tất cả những cái này chưa? Mình đang đề cập với nhau về cái thuộc tính thứ mấy của âm nhạc nhỉ? Thứ mấy ạ? Không, đang là cái thứ hai. Đang là về trường độ. Trường độ. Em nói này để hệ thống lại kiến thức một chút xong rồi mình sẽ nghỉ lại lao vài phút. Mình đang đề cập đến những khái niệm rất cơ bản của âm nhạc. Âm nhạc là nghệ thuật dùng âm thanh để diễn tả cảm xúc con người. Và âm nhạc có bốn thuộc tính. Cao độ là độ cao thấp của âm thanh. Mình đã đề cập với nhau về 5 sòng kẻ và 4 khe. Mình đã đề cập với nhau về khóa son, khóa pha. Mình đã đề cập với nhau về 7 hàng âm Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đố cũng như các dòng kẻ phụ. Đấy là những vấn đề liên quan đến cao độ. Mình đã đề cập với nhau về cung và nửa cung. Đấy, tất cả những điều đấy nó liên quan đến cao độ. Và về trường độ thì mình đã đề cập với nhau về những điều gì được nhỉ? Về hình nốt, nốt tròn, nốt trắng, nốt đen, nốt bóc đơn, vân vân. Mình đã đề cập với nhau về các dấu lặng cũng như thế, lặng tròn, lặng trắng, lặng đen, lặng đơn và dấu băng, băng gốc hay là dấu biến nhịp. Rồi mình đề cập với nhau từ nãy đến giờ về nhịp đơn, về nhịp kép, về phách là gì, về nhịp là gì, vân vân và vân vân. Tất cả những điều đấy gói gọn lại trong vấn đề trường độ. Xong, ai thắc mắc gì về trường độ không? Nếu ai thắc mắc gì mình tặng nghỉ giải lao 5 phút nhé. Bây giờ mình
giờ mình đã từ một lúc trước hôm nay mình đi với nhau về hai cái đặc điểm rất là quan trọng của âm nhạc, đấy là cao độ và trường độ. May quá bây giờ là các đơn vị người ta im để cho mình nói đỡ mệt, nghe nó bị chia trí. Thì như trong buổi đầu tiên em có nói về bốn thuộc tính của âm nhạc, thì cái cao độ và cái trường độ là hai cái tính chất làm lên cái cơ bản nhé, cơ bản của âm nhạc. Có hai cái này đã được gọi là nhạc tính rồi. Người Việt Nam mình nói, người phương Tây người ta sang người ta bảo là người Việt Nam mình nói như hát, là bởi vì người Việt Nam mình trong ngôn ngữ nó có các thanh, ví dụ như là dấu huyền, dấu ngã, dấu hỏi, dấu sắc, thì một cách rất tự nhiên nó đã có tính nhạc trong đấy rồi. Ví dụ như là mày đi đâu đấy, nghe này. Bắn, nó khác như thế rồi. Hay là như các bà chửi con, nghe mày, mày muốn gì nghe chửi vậy? Nghĩa là nó có tính nhạc rất là cao. Còn đối với ngôn ngữ phương Tây nó không có tính nhạc. Ngôn ngữ phương Tây nó cứ để, nó không có tính nhạc. Họ có thì chẳng có thì cái tính nhạc nó rất là nhiều. Người châu Á mình, nhất là người Việt Nam, người Trung Quốc, người Thái Lan, Thái Lan nghe còn nghe tiếng còn hiểu rằng nữa phải không? Còn nghe chưa? Sang là cả bỏ mẹ. Nghe nó bật cười, thì Thái bật cười, mình nghe mình bật cười. Nhưng mà thật sự nếu mà kể ra thì tiếng Việt của mình và tiếng Thái gần giống nhau. Cho nên người phương Tây người ta sang Việt Nam mình, người ta bảo là người Việt mình viết chữ viết như người phương Tây, còn nói giống y như là người Thái Lan, còn cách ăn mặc cũng như là đồ ăn giống như người đó, giống như người Trung Quốc. Đấy, người Việt Nam mình nó lai các bệnh thực vật như thế nhé. Thì cao độ và trường độ là hai cái tính chất cơ bản làm nên âm nhạc. Một con người bình thường chỉ cần anh có bộ khung xương, có thịt da đắp vào thì anh là một con người rồi. Nhưng mà tôi chưa tính đến cái chuyện khác, hai yếu tố này cũng vậy, cũng đủ để làm nên âm nhạc. Nhưng để âm nhạc hay hay không hay, nó lại cần đến hai yếu tố khác. Đấy là hai yếu tố màu sắc, mình gọi nó là cường độ. Và âm sắc. Nếu như một con người đẹp hay không đẹp, nó phụ thuộc với cái chuyện là sao nhỉ? Kéo hay gầy. Mình chỉ rất quan tâm chuyện này. Thì cường độ cũng vậy, trong âm nhạc nó liên quan đến chuyện mạnh hay yếu. Rồi âm sắc, anh gầy rồi, nhưng mà anh có thân hình đẹp, nhưng cái mặt của anh nó lại hơi chán đời thì cũng không ổn đấy, không được gọi là đẹp. Mà anh đã gầy rồi, tương đối anh đảm bảo rồi, ok. Nhưng cái mặt của anh cơ cớ thì anh có đi hoa hồng được. Chứ còn người gầy đét nhưng mà sao cái mặt nhìn nó cũng như là cái trụ điện đấy, thì chỉ đi gọi là cái gì nhỉ, làm việc cho sở điện lực đứng dưới chân cột điện, lúc đầu lâu xương chéo ấy, hơi căng thẳng thì người ta sẽ không cần phải vẽ thêm cái gì gì đấy. À, đấy là hai yếu tố về cường độ và âm sắc, hai yếu tố rất quan trọng để làm nên sự khác biệt giữa các ca đoạn, làm nên sự khác biệt và đẳng cấp giữa các hội kèn. Chính là yếu tố này. Hiện tại thì em thấy là nhiều hội kèn, đa số các hội kèn đều trung bình mới đạt được cái này, đa số. Còn đạt đến cái trình độ này ấy, thì nó chưa có mấy. Thường thường nhạc kèn nó, mọi người bảo là nó rất là khó để diễn tả đến cường độ và nhất là âm sắc khó. Nhưng mà khó không nghĩa là không được, khó không nghĩa là không được. Giống như cái chuyện gọi là ở tuổi của anh chị giờ đi học nhạc là một chuyện khó, đúng là khó nhưng không có nghĩa là không thể. Giống như em già đi học cũng vất vả nhưng không có nghĩa là không thể. Trước hết mình đề cập đến cường độ. Cường độ là gì? Cường độ là độ mạnh yếu của âm nhạc. Lúc nãy mình nói với nhau về ở trong trường độ về các cái nhịp ấy, nhịp phách ấy, thì mình đã đề cập đến cái cường độ này, mạnh nhẹ, mạnh nhẹ, gọi là trọng âm hay không. Ví dụ như là cái bài cái gì nhỉ, nhấn sai trọng âm là bài hát ra vấn đề khác nha các anh chị nha. Các ca khúc mà nhấn sai trọng âm ấy. Ví dụ như cái bài dâng lên chúa bánh miên và dầu nho khiết tinh, mình hát như thế thì nghe nó dễ chịu và dịu dàng. Chúng ta hát là dâng lên chúa, trong cái hành động nó giống như là dâng lên chúa nữa, thẳng vào mặt đấy, thì chúa bỏ chạy mất.
Vì trong những cái như vậy thì không chấp nhận được. Đấy. Hay là bây giờ ví dụ như là mình hát, ví dụ mình hát như này, các bạn xin dâng lời cảm tạ, thì trong cái câu xin dâng lời cảm tạ, cái nào là cái chính trong câu này nữa? Nó là cái này, lời cảm tạ nó là cái câu chính, cho nên người ta sẽ phải hát này xin dâng lời cảm tạ, chứ người ta hát là xin dâng lời cảm tạ. Dâng cái gì không biết à, xin dâng. Thì ai người ta biết là dân cái gì? Mẹ mẹ, con chó mẹ. Chó gì? Cái gì? Thì có mà mẹ đánh được phương án rồi. Cho nên là cho nó phải cho cái gì? Chính vì vậy cho nên là nếu như xét trong cái câu này mà tính về trọng âm cần phải nhắn, nghĩa là mình cần phải đẩy cường độ mạnh hơn, thì nó phải ở trong cái này này, chứ nó không phải hai chữ xin dân. Và chính vì vậy cho nên là nhạc sĩ Hải Linh ở trong cái bài này đối với câu này ngày ghi là hai cái chữ này, nó như này, và cái cường độ là piano. Đây, cường độ này có nghĩa là piano, có nghĩa là nhỏ. Cái này là staccato, có nghĩa là đẩy lên. Nó sẽ là bong 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 là như thế. Đây, các cái ký hiệu tí mình sẽ nói với nhau về các ký hiệu này sau. Nó hơi khó nhớ tí, nhưng mà chủ yếu là các chị cần phải nhìn thôi, chứ chẳng cần phải nhớ tên nó gì cho lâu đâu. Còn em thì bằng kinh học thuật thì bọn em nhớ cũng chẳng nhớ nhiều đâu, nhớ trước quên sau thôi. Nhưng mà nói chung là mình nhìn nó mình vẫn dùng được thì nó ok, được chưa? Đây là về cái cường độ, em sẽ phân tích một câu nhạc để các anh chị thấy cái điều quan trọng mình cần phải đổi mạnh lên. Hay là trong cái trống chẳng hạn, trong cái bài này ví dụ mình ui ui chẳng lẽ không quỳnh nữa thì nó cũng ra được, ví dụ như thế thôi nhé. Thì khi đề cập đến cường độ, mình cần phải để ý những cái chuyện gọi là hát và thổi kèn, thổi hay là trống ấy vào cái trọng âm. Đừng đánh lệch trọng âm, đừng thổi cái tiết tấu sai trọng âm. Cái bài mọi người rất là hay thổi là cái bài gì nhỉ? Cái bài Tôn Vinh Ba Ngôi. Cái bài đấy là một bài đòi hỏi nhiều kỹ thuật, và nếu như bài đấy mà chỉ dừng lại ở cái chuyện thổi đúng nốt, đúng trường độ không, thì nó mới chỉ gọi là hoàn thành cổ xương thôi, hoàn thành cổ xương thôi. Còn lại cái bài đấy muốn hay, nó phải thuộc về vấn đề cường độ, phải xử lý cường độ cực kỳ cẩn thận. Bài đấy vốn dĩ là tập đã rất công phu rồi, mà tập đã rất công phu rồi, nhưng để cho nó hay thì phải xử lý cường độ cực kỳ cẩn thận và xử lý âm sắc của các cái loại nhạc khí, các loại kèn, cái nào mà cần bổ sung chỗ nào đó cho nó phù hợp. Ở trong cái cường độ này, ngoài cái chuyện để ý này thì anh lưu ý cho em một chút về các cái phách mạnh của các ô nhịp ấy, các loại nhịp ấy, nhịp 24 chỗ nào là phách mạnh, nhịp 44 chỗ nào là phách mạnh, nhịp 68 chỗ nào là phách mạnh, mình cần phải nhận ra đấy, rồi ngoài ra còn có một số cái ý đồ âm nhạc, một số cái tưởng âm nhạc. Thì các anh chị cần nhớ như thế này là khi nhìn bản nhạc thì mình thấy đầu tiên cái mà rất hay xuất hiện trên bản nhạc đó là cái chữ P, có nghĩa là piano như vừa rồi. Cái này có nghĩa là nhỏ, và cái này nhỏ nhất. Cái ký hiệu khác như chữ P, nhưng mà nó lai chữ P như thế này, có nghĩa là đơn giản, có những việc luôn thôi, chị thấy hiểu, rất nhỏ. Nghĩa là rất nhỏ. Một chữ P là nhỏ, hai chữ P là rất nhỏ, chưa? Ngoài ra, chữ này forte có nghĩa là mạnh, mạnh nha. Fisi forte, hai chữ F có nghĩa là rất mạnh. Hai nó khác thì cái này, hai chữ P là rất nhỏ, còn hai chữ em này là rất mạnh. Ngoài ra cái chữ này ra, nó còn để ý cái chữ M và chữ T viết cạnh nhau, có nghĩa là nhỏ vừa, nhỏ vừa vừa đấy, không nhỏ quá. Còn cái chữ này mezzo forte có nghĩa là mạnh vừa. Mạnh vừa phải. Còn chỗ nào người ta không ghi gì cũng phải bình thường. Chị dùng không ạ?
cho nên người ta không ghi gì để đi được. Thường thường những cái này người ta có thể viết được trên đầu nốt nhạc, bên dưới nó là đầu nốt nhạc, hoặc là đây là ví dụ như này. Giả sử đây là cái đây 2 4 này, người ta có thể ghi mi son đố si, người ta ghi chữ B ngay đây thì cái đoạn này phải hát, phải hát nhỏ đó. Sau bắt đầu sang tới bên này đố si la, ví dụ chỗ này người ta ghi khóc tê chẳng hạn, thì hát đoạn này nhỏ đến đây thì phải hát mạnh lên. Cũng vậy, kẻ chỗ này thì nhỏ hơn đến đoạn này phải mạnh lên. Thường thường người ta sẽ không chuyển đột ngột như này đâu, và người ta sẽ bao giờ qua một cái trung gian là mezzo piano hoặc mezzo forte, sau đó là mới chuyển sang forte. Chứ còn đang là rồi quá khó khăn mà mấy người họ đốt tìm trẻ hôm sau bài nhạc quay xuống người đã tăng cái người thì không được. Đã mình phải để ý cái chuyện này, thường là người ta sẽ có sự chuyển động. Ngoài ra còn có một cái có một vài cái sắc thái nữa mình cần phải để ý, đấy là hết chỗ rồi. Em xóa đi nha, buổi mai những cái này nó sẽ có ở trong đấy mà, nó sẽ có trong cái tờ giấy của các anh chị mà. Nó sẽ có một cái chữ là có nghĩa là mạnh dần lên, mạnh dần lên, crescendo nghĩa là mạnh dần lên. Nó bằng với là một cái ký hiệu mình thấy như này, như này. Ví dụ như là ôi nhìn dòng nhạc như này đấy, xong rồi có các đốt lên đây mà tự nhiên như này, có nghĩa là gặp những đoạn này mình sẽ thổi từ bé thổi ra, thổi ra to cho đến khi nào mà thổi vỡ lò thì thổi, và người ta cứ để to mãi như vậy thì thổi vỡ lò thôi, nhưng mà không ai người ta như vậy. Thì thường người khi đến đoạn này người ta sẽ có một cái đoạn khác nó sẽ như này, hai nhỏ là thì cái này nó nhỏ lại đấy, thì cái này hai cái này bằng nhau nhé, hai cái này bằng nhau. Cái gì dùng đâu, bằng nhau về hình chất. Ngoài ra thì nó còn cái dulce nghĩa là dịu dàng. Gặp đoạn này không cái đàn, không cái chống bùng bùng bùng, không thổi bùng bùng nữa, mà nhẹ nhàng cảm lòng người ra và thổi một cái dịu dàng. Ngoài ra còn một cái chữ mình hay gặp ở cuối bài nhạc, đó là chữ lít, có nghĩa là chậm lại, chậm lại. Đến đoạn này cần phải chậm lại một vài cái cơ bản như thế, được chưa? Đây là một số cái anh chị cần nhớ về cường độ nhé. Ngoài ra một vài cái ký âm nhạc khác mà mình cần phải nhớ, đấy là các dấu nhắc lại. Ví dụ như là nhịp 2-4 này, một cái đoạn nhạc bình thường, sau đó thì đến cái đoạn này có hai cái này và này, đây là dấu nhắc lại. Nhắc lại có nghĩa là gì? Có nghĩa mình hát bình thường, hát một tập nhạc bình thường, đến cái đoạn này mình sẽ phải quay trở lại đầu, hoặc là quay trở lại ở cái chỗ nào đấy mà nó có một cái dấu khác như thế này đó, hoặc như thế này. Hai cái dấu này giá trị tương đương nhau nhé, hai này giá trị tương đương nhau, đây gọi là dấu nhắc lại. Nếu như anh chị hát bình thường đến đây thì mình phải quay lại tới chỗ này, còn lần trước thì như nào kệ nó. Đây là một ví dụ nha. Ví dụ như thế này, vì là son la đố si la son mi, sau đó thì dấu nhắc lại la si. Ví dụ như thế này thì mình sẽ hát bình thường, mình sẽ hát đến đây, sau đó thì mình quay lại đúng chỗ đầu luôn, quay lại đúng chỗ đầu, bởi vì cái này dấu này là cái đầu tiên mà. Hoặc nếu người ta không ghi như này thì mình vẫn phải tầm hiểu là nó quay lại cái đầu, sau đó hát một lần nữa đến đây, hát để kết. Còn nếu như trong trường hợp người ta sẽ ghi như thế này, đây là 1, đây là 2,
thì mình sẽ hát như thế này, hát từ đầu cho đến hết cái một này, đến đúng cái dấu này, mình quay trở lại đầu mình hát, hát cho đến tới cái chỗ một này, bỏ một sang thứ hai để hát tiếp tiếp. Đây là dấu nhắc lại. Tự nhiên có thể dùng đồng nhạc, hình dung ra như cũng đáng kể, nhìn mặt cũng buồn phiền lắm. Cha giáo tế lực như lao ngài là tiến sĩ thầy luân lý, tiến sĩ thầy học luân lý của trường Thánh Kinh của thầy Moriana. Hôm vừa rồi bọn em đi học ấy, thì bắt đầu ngài mới chia sẻ rằng ngài bảo chính là các ông thì đi học với tôi cũng thật xin lỗi các ông ấy. Bởi vì nó là trở ngại ngôn ngữ. Cái ngày mà tôi đi học ở bên Ý, đến ngày bảo vệ luận án tiến sĩ rồi đấy, có nghĩa là ở bên cạnh 6-7 năm bên Ý rồi chứ không đâu. Ngôn ngữ nó khá thông thạo rồi. Ông cha thì hướng dẫn thì ông ấy dạy dạy mà nhìn mặt mình cũng buồn này. Thế giờ ông hỏi như là Tuyến này, thế là muốn nói cái hiểu gì không? Cha Tuyến bảo rằng có con cũng hiểu, không hiểu mấy. Thế là ông cha cũng bảo là thế mày cũng hiểu chỗ nào thì mày hỏi tao biết được mà trả lời. Cha Tuyến cha nghĩ ông cha bảo chứ cái chỗ nào mình không hiểu thì hỏi chỗ nào. Chỗ nào không hiểu. Khổ vậy đấy. Trở ngại ngôn ngữ là khó khăn như thế. Cho nên là tất nhiên chúng con cha biết là cũng nhiều bạn hiểu nhưng nó chưa đáng kể đâu. Thì thôi cố gắng nhìn nhạc cũng ổn nhé. Đây cái dấu là cái gì đúng không? Dấu nhắc lại. Em nhắc lại cái dấu này nhé. Dấu này được gọi là dấu nhắc lại. Nó bao gồm hai cạnh và hai dấu chấm. Hoặc là cái dấu này có giá trị tương đương nhau. Giá trị tương đương nhau. Nếu như mà gặp một cái bài hát như thế này, hai cái gì thì nhớ là một bản nhạc nó kết thúc sẽ bằng hai cái dấu cạnh nhau. Đấy, mình tìm bản nhạc mà bản nhạc nó lại thiếu, nó đang nửa chừng, nó không phải là có hai dấu này thì nghĩa là bản nhạc đấy là bản nhạc thiếu, nó chưa phải được kết thúc thì mình phải tìm nữa. Có nhiều người tìm được bản nhạc có hai trang, tìm được một trang xong bài bảo là bài hát có bài rồi, còn bên kia không có, xem bản nhạc thì nó không có ghi thế này thì có nghĩa là bài hát chưa kết thúc. À, đây là một câu nhạc hoàn chỉnh. Giả sử cái bài hát của chúng ta nó như thế này thì mình sẽ hát từ đầu cho đến cái dấu nhắc lại này thì mình quay trở lại đầu, mình hát cho đến cái đoạn số 1 này, đến trên số 1 này bỏ qua phần 1 nhảy sang phần 2 luôn để hát về đến kết thúc. Đây là ký hiệu dấu nhắc lại, được chưa? Đấy là về mình đang nói với nhau về cương độ lúc này nó sao rồi và thêm một vài những ký hiệu mà mình cần phải dùng nhé. Em sẽ nói rất nhanh phần âm sắc bởi vì trong phần này mình không có quá nhiều cái để cần phải nói với nhau, bởi vì nó thuộc về vấn đề kỹ thuật. Âm sắc là sự khác biệt giữa các âm thanh, ví dụ giọng nam và giọng nữ cùng cất lên một cái cao độ là nốt đô chẳng hạn, đây cùng hát lên một cao độ nốt đô này, cho dù là đúng cao độ thì chẳng nữa thì tiếng nam và tiếng nữ chúng ta vẫn có thể phân biệt được đâu là tiếng nam đâu là tiếng nữ. Tại sao nó có chuyện đấy, tại sao mình có thể phân biệt được? Thưa đấy là bởi vì sự khác biệt về âm sắc. Hay là tiếng trẻ con với tiếng phụ nữ với tiếng đàn ông cùng hát lên một bài hát, mình biết đâu là tiếng trẻ con, biết đâu là tiếng phụ nữ, đâu là tiếng nam giới, rất rõ ràng. Trong nhạc khí cùng kéo một giai điệu này, mình có thể biết được đâu là tiếng violon, đâu là tiếng kèn, cái chúng ta canh chỉ ý của kèn đấy, đâu là tiếng trung bẹt, mình nghe mình biết, đâu là tiếng trombone, đâu là tiếng kèn cò, đâu là tiếng tuba, mình nghe mình biết. Đấy là sự khác biệt về âm sắc. Và ở trong nhạc khí thì cái sự khác biệt này nó giúp cho chúng ta có cái môn gọi là môn hòa âm phối khí. Cái nhạc cái ban kèn của các anh chị đấy tạm gọi là một cái bộ đồng. Trong dàn nhạc giao hưởng nó gọi chung là bộ đồng. Thì nó có bốn cái nhạc cụ như cho em chia sẻ này. Tục bẹt này, tục bôn này, kèn co này và cái cuối cùng là tục bạc. Bốn cái đấy thôi là đã đủ tạo lên cái bộ đồng. Và nó là bốn cái kèn nó có cầu giống nhau nhưng tính chất khác nhau. Khác nhau này là khác nhau về âm sắc. Nhưng bốn cái này nó kết hợp lại với nhau, nó tạo ra một cái tổng thể hoàn chỉnh và khiến người ta nghe, người ta cảm thấy sung sướng. Ở trong giọng người nó cũng có bốn cái loại giọng như chị em nói để bổ túc cho nhau, đấy là giọng nữ cao soprano, giọng nữ trung hoặc nữ trầm alto, giọng nam cao tenor và giọng nam trầm baritone hoặc bass. Bốn cái giọng đấy làm thành một cái dàn hợp xướng hoàn chỉnh và đầy đủ, có rất là hay. Trong nhạc dây, trong nhạc dây thì cái mà trên đàn ai đánh đàn thì sẽ thấy cái tiếng của người ta như cái string ấy,
Nó bao gồm 4 cái loại nhạc cụ là violon, viola, cello và contrabass. 4 cái loại nhạc cụ đấy nó tạo thành bộ dây, tạo ra một cái loại tiếng rất là êm ái và dịu dàng, vân vân và vân vân. Đấy là sự khác biệt về âm thanh. Rồi tất cả những cái loại nhạc cụ này trong dàn nhạc giao hưởng nó kết hợp lại với nhau, nó tạo ra một cái hiệu quả âm thanh khiến cho người nghe cảm thấy rất sung sướng và hạnh phúc. Cái dàn nhạc giao hưởng nó là như thế. Nếu như anh chị có điều kiện thì em nghĩ là nên tìm để tham dự thử một buổi nghe hòa nhạc xem như thế nào. Mình nghe mình cảm thấy sung sướng đấy. Bởi vì nó mãn nhĩ và mãn nhãn. Mình được nhìn thấy những cái loại nhạc cụ bên trên nó chơi như thế nào. Xong cái tai mình nghe mình cảm thấy hạnh phúc khi mà ô đấy. Cái kèn nó không phải chỉ là ui như thế mà nó có thể diễn tạo những cái rất là tuyệt vời như vậy. Và ở trong cái bài hát của nhạc kèn ấy, cái âm sắc này nó sẽ phân biệt ở trong nhạc kèn được cách mà mình chúng ta biết cân đối các thứ tiếng. Ví dụ đối với cái bài hát này, bao nhiêu người thổi tung tét là vừa cường độ đấy thì nó sẽ tạo ra một cái màu hồng trắng. Bao nhiêu người thổi đối với cái bài này, bao nhiêu người thổi tung ba là vừa biết cái nền cái bát nó cần phải mạnh hay không mạnh. Nó về vừa về cường độ và vừa về âm sắc, hai cái này kết hợp với nhau mạnh nhẹ vừa phải, rồi cân đối giữa các âm thanh, nó sẽ tạo ra sự khác biệt hoặc đẳng cấp cho các ca đoàn cũng như các sản phẩm. Đấy là cái sự khác biệt âm sắc. Có ai tập bao giờ ạ? Đơn giản như vậy thôi. Thì tôi với tất cả các ca đoàn, các hội nhạc bao giờ cũng vậy. Trong những bước đầu tiên chúng ta phải đề cập với nhau, phải tập một cách thật kỹ càng. Đến cái gì nhỉ? Cao độ và chiều phải thật kỹ càng. Mình phải tập thật kỹ với nhau về hai chữ này trước. Sau khi đã đi vững rồi, sau khi đã biết mình là một thằng người rồi, thì lúc đấy mình mới gọi là bổ túc cho nhạc sắc sau. Sau khi đã cứng cáp rồi, bắt đầu mình mới tính cái chuyện là cần phải thổi nhẹ đi, cần phải thổi mạnh lên, cần phải tăng thêm nhiều kèn trumpet, cần phải tăng thêm nhiều tông bộ hay như thế nào. Lúc đấy mình mới xử lý sau. Thì thường là ở trong nhạc kèn, cái trách nhiệm để huấn luyện mọi người về cường độ và âm sắc nó thuộc về ca trưởng. Nó thuộc về ca trưởng. Một cái ca đoàn hay hay không, nó phụ thuộc vào ca trưởng rất lớn, chứ không phải chỉ đơn giản là ca viên hát này. Cũng như vậy, đối với một ban nhạc kèn, cái người ca trưởng của kèn có hay hay không, nó ở anh ca trưởng chiếm tới 60%. Ngoài ra 40% còn lại nó thuộc về kỷ luật và về cái trình độ của từng cái hội viên, từng hội viên. Ví dụ như là bây giờ tất cả cái hội kèn mọi người đều biết nhạc hết thì tập cực nhanh, tập kèn cực nhanh, bỏ ra sân âm vèo phát thổi luôn. Ví dụ như bây giờ bọn em bây giờ trong âm nhạc gọi là thi tấu ấy, ví dụ như chúng em bây giờ đọc nhạc như đọc chữ bình thường ấy mà, thì đấy gọi là thi tấu rất nhanh, gần như là không cần phải mất thời gian ngồi lần đọc đi đọc lại như thế, rất là nhanh. Cũng như vậy với những hội kèn, hội nhạc ca đoàn mà tất cả mọi người đều có thể sử dụng tốt thì cái chuyện tập hát, tập kèn rất nhanh, phá bài rất nhanh. Còn cái vấn đề về cường độ và âm sắc phụ thuộc vào cái ca trưởng. Chỗ này anh muốn mạnh lên, cái này nó phụ thuộc vào tư duy của từng người. Ví dụ anh ca trưởng này, anh thấy là cái bài này đối với tôi chỗ này cần mạnh lên thì anh cũng đẩy cho ca đoàn thổi mạnh lên. Còn ví dụ như anh thấy là không, chỗ này là phải nhẹ đi theo cái thị hiếu của anh, cái gu thẩm mỹ của anh, thì anh muốn cho các bạn cho nó nhỏ xuống, nó mang lại hiệu quả cá nhân. Đấy là tất cả những điều mà em cần chia sẻ với các anh chị, với các con về lý thuyết âm nhạc nói chung, đủ để cho chúng ta bước vào cái phần sướng âm trong buổi tới nhé. Trong buổi tới thì chúng ta sẽ chấm dứt luôn cái phần nhạc hình để không đề cập đến nữa. Có chăng thì giả sử lúc nào đó mọi người quên thì mình sẽ đề cập lại một chút, còn lại mình sẽ không đề cập nữa về phần nhạc hình, được chưa? Tối nay thì hoặc có thể mình nghe tai có sách thì anh cứ phát đến mọi người. Ở trong cuốn sách này là cuốn sách sướng âm mà vừa rồi em soạn cho ban tiếng nhạc giáo phận đã đi dạy ở một số nơi rồi, thì đấy là để dạy sướng âm cho các ca trưởng, là người ta sướng âm và người ta dạy hát ấy, thì cái tốc độ nó cần phải cao hơn. Còn nếu như chúng ta đối với hội kèn thì chúng ta chỉ cần đọc đúng nốt nhạc và đọc đúng tiết tấu đã là ổn rồi, bởi vì cao độ của chúng ta sẽ có cái kèn nó hỗ trợ chúng ta, thì chúng ta sẽ học sướng âm rất nhanh, sẽ rất là nhanh. Đừng sớm, đừng bỏ học trước giáo, trước thầy giáo. Có thầy đây đừng sớm, cái nhìn thầy sợ hơn.
được chưa? Có ai thắc mắc gì không ạ? Nếu mai thắc mắc gì chúng ta cảm ơn Chúa nhé. Chúng ta kết thúc lại đây. Sao vậy Đức Chúa Cha, Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng ai. Chúa ơi, xin Chúa nhận được cho các vị hội đứng lên Chúa kính từ và xem thay mặt Đức Chúa.